Toyota Hilux là mẫu xe bán tải luôn có doanh số đứng đầu Đông Nam Á và được khắp nơi trên thế giới ưa chuộng, đặc biệt là tại thị trường Thái Lan. Tuy vậy, ở Việt Nam, nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ khác ở trên thị trường, Toyota đã nâng cấp Hilux về ngoại thất và các trang bị an toàn ở trên phiên bản mới. Hilux 2022 sẽ cạnh tranh sòng phẳng hơn với các đối thủ như Ford Ranger, Navara, BT50 hay Mitsubishi Triton. Mặc dù chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, tuy vậy xe có sự thay đổi khá ấn tượng. Nổi bật trong số đó phải nhắc tới đó là phần lưới tản nhiệt, cụm đèn pha và đèn sương mù. Bên cạnh đó, Toyota cũng giới thiệu thêm 3 phiên bản thấp hơn được trang bị khối động cơ diesel 2.4 lít đi cùng hộp số tự động 6 cấp, sử dụng hệ dẫn động 1 cầu. Giá bán cụ thể của các phiên bản Hilux mình xin phép được đặt bên trên màn hình giúp quý anh chị có thể tiện tham gia theo dõi. Hilux 2022 sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 5.325mm x 1.900mm x 1.815mm, khoảng xăng gầm đạt 286mm, khả năng lội nước lên tới 800mm. Xe sở hữu một phần diện mạo mới đầy ấn tượng và cơ bắp, phần sắt nắp cabo còn có thêm hai đường viền chrome và chính giữa là biểu tượng của Toyota, góp phần tạo nên điểm nhấn khác biệt. Chưa hết, phần cản trước còn được trang bị tấm ốp sơn màu xám, càng góp phần tăng thêm vẻ bề ngoài mạnh mẽ cho xe. Với diện mạo mới thì Hilux 2022 như một chiếc Tacoma, một mẫu xe bán tải hạng trung của Toyota tại Mỹ. Cùng đèn pha đẹp mắt với dải đèn LED chạy vào ban ngày và một dải LED khác làm nhiệm vụ báo rẽ, chịu trách nhiệm chiếu sáng sẽ là cụm bi LED, góp phần tạo nên một đôi mắt hút hồn người đối diện. Các tính năng tự động tắt bật đèn pha cốt thông minh, tắt bật đèn chiếu sáng, cân bằng góc chiếu tự động hay đèn chờ dẫn đường cũng được trang bị đầy đủ trên xe. Cụm đèn sương mù cũng được nâng cấp lên dạng bi LED, giúp tăng cường độ chiếu sáng tối đa cho xe. Phần thân xe nổi bật nhất trong đó là hốc bánh, đem lại cảm giác rất hầm hố. Đi với đó là một bộ la răng sơn cùng màu. Phần la răng này có cách tạo hình 6 châu kép kích cỡ 18 inch. Ngoài ra, xe còn được trang bị những tính năng cơ bản như tay nắm cửa tích hợp chìa khóa thông minh, gương chiếu hậu gập chỉnh bằng điện, có sấy, sưởi, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ dạng LED. Bước sang phiên bản mới, Toyota Hilux càng khiến cho khách hàng kinh ngạc với cụm đèn hậu dạng LED đẹp mắt. Bộ đèn hậu này giúp cho Hilux nhìn từ phía sau rõ nét hơn so với đời trước. Phía sau xe được trang bị camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và đèn phanh trên cao dạng LED. Không gian nội thất của Hilux vẫn giữ nguyên thiết kế trầm tính và mang đến cảm giác chắc chắn. Bảng táp lô có chất lượng hoàn thiện rất tốt, được chia thành nhiều tầng khá đẹp mắt. Về bản chất, thiết kế nội thất của Hilux 2022 không khác so với đời trước mà chỉ bổ sung thêm một số các tính năng. Ghế ngồi bọc da và chỉnh điện 8 hướng sẽ chỉ có trên phiên bản 2.8 AT 4x4. Các bản còn lại sử dụng ghế nỉ chỉnh cơ. Bản này còn có thêm kính hậu chống chói tự động, màn hình DVD 8 inch lớn hơn so với đời trước 1 inch, có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, đi cùng dàn âm thanh 9 loa JBL. Bên trong cụm đồng hồ trung tâm là một màn hình LCD đa sắc có kích thước 4,2 inch để hiển thị các thông tin vận hành của xe. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động, đi kèm cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh và hệ thống khởi động bằng nút bấm hiện đại. Bên cạnh đó, tính năng kiểm soát hành trình Cruise Control cũng được trang bị giúp cho người lái thoải mái hơn trên những hành trình xa. Khu vực cần số có thêm 2 nút tùy chỉnh chế độ vận hành của xe. Xe được trang bị 2 tùy chọn động cơ với thông số kỹ thuật sau đây. Động cơ dầu 2.4 lít 4 xi lanh thẳng hàng, sản sinh ra 147 mã lực tại 3.400 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 400 Nm. Động cơ dầu 2.8 lít 4 xi lanh thẳng hàng sản sinh ra 201 mã lực tại giải móng tua 3.400 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.600 vòng trên phút. Xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp đi cùng hệ thống dẫn động 2 cầu cho hai phiên bản 2.8 4x4 AT và 2.4 4x4 MT. Gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense đã được nhà sản xuất đem lên phiên bản 2.8 4x4 AT với những tính năng nổi bật như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hệ thống điều khiển hành trình chủ động. Ngoài ra, các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên các phiên bản bao gồm hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đổ đèo, hệ thống 7 túi khí, đèn báo phanh khẩn cấp ABS. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc Toyota Hilux 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.